Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tóm tắt tiểu sử Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm, ngày sinh mùng 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thành phần gia đình, cán bộ, nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh. Ngày được tuyển dụng vào Công an Nhân dân tháng 10 năm 1974. Ngày vào Đảng 22 tháng 8 năm 1981. Ngày chính thức 22 tháng 8 năm 1982. Học hàm học vị, giáo sư, tiến sĩ. Lý luận chính trị, cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Cấp bậc hàm Đại tướng tháng 2 năm 2019. Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Tô Lâm. Từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 7 năm 1979, học viên Đại học An ninh Nhân dân. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 5 năm 1990, Phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 6 năm 1993, trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1997, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Năm 2007, được phong quân hàm thiếu tướng. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 8 năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, được phong quân hàm trung tướng. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9 năm 2014, được phong quân hàm Thượng tướng. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, được phong quân hàm Đại tướng. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 4 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa được Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thống nhất rất cao giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ ngày 9 tháng 4 năm 2016. Qua 8 năm điều hành lực lượng công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biến lời hứa thành hành động, để lại nhiều dấu ấn đột phá nổi bật. Cuộc cách mạng của ngành công an. Vào năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng. Bộ máy của Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.
Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã thị trấn và 113.000 công an viên. Sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân, phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên, hiệu quả hơn. Bộ Công an tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đây đều là những dự án quan trọng có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tác động đến kinh tế xã hội, gồm có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 3 điều. Nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước hay việc nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 bắt đầu có hiệu lực. Luật này thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm 2014, sửa đổi tất cả 39 điều, bổ sung 7 điều. Trong dự án luật này, cách thức quản lý công dân thay đổi hoàn toàn, chuyển từ quản lý thủ công trước đây sang quản lý cả thủ công và điện tử. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn, tinh gọn thống nhất một đầu mối, cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Công an điều tra xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn. Liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế, hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022. Qua đó thu hồi được nhiều hơn tài sản cho nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội. Hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. 6 đại án điển hình là kết quả nổi bật trong công tác điều tra, xử lý tham nhũng tiêu cực gồm: đầu tiên là vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, điển hình sai phạm trong lĩnh vực y tế chuyên môn sâu, cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can. Đại án thứ hai xảy ra tại tập đoàn FLC, điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, đã khởi tố 21 bị can, đã kết luận điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố. Thứ ba là vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay đã kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ tư liên quan đến công ty AIC, điển hình sai phạm trong đấu thầu, đấu giá, đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ diện tỉnh ủy quản lý. Đại án thứ năm là điển hình sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đến nay đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can. Trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. 6 là vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương, điển hình cho sai phạm có tính hệ thống, kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án trên 808 bị can tại 49 địa phương. Dấu ấn đặc biệt về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt trong việc tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tội phạm, quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm
còn chỉ đạo quyết liệt, sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ chiến sĩ tham gia thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.